Hai đối tượng là Thảo A Cang và Thảo A Thông, trú tại xã Tân Lập, huyện Mộc Châu, vừa bị lực lượng công an bắt giữ về hành vi vận chuyển trái phép ma túy. Trước đó, lực lượng công an phát hiện hai đối tượng này có biểu hiện nghi vấn móc nối với đối tượng người Lào để giao dịch mua bán ma túy với số lượng lớn. Sau đó, các đối tượng vận chuyển ma túy vào địa bàn tỉnh Nghệ An và các tỉnh phía Nam để phân phối tiêu thụ. Sau thời gian triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, vào ngày 15 tháng 12, khi xe khách chạy tuyến Sơn La Nghệ An có nhiều biểu hiện nghi vấn đến địa phận xã Nghi Kim, thành phố Vinh, công an thành phố Vinh đã nhanh chóng tiếp cận, kịp thời khống chế và bắt giữ thành công đối tượng Thảo A Cang cùng Thảo A Thông, thu giữ tăng vật gồm 7 kg ma túy đá, 2 kg ketamin, 2 bánh heroin và 12.000 viên ma túy tổng hợp. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra để xét xử theo quy định của pháp luật.